Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh AI Video. Thì bây giờ mình sẽ đi qua bên khu vực bên đây. Mình thấy có một chú bán cái kẹo gì không biết, nhưng mà có cái đồ quay quay. Thì mình sẽ đi qua bên đó. Một cái giống như là trò chơi tuổi thơ, một cái món đồ ăn của những bạn hay đi học ở trong trường cấp 3, ở cấp 2, cấp 1 sẽ có những chú bán đó. Mình sẽ đi vào trong đó mình coi nè. Thấy ông chú nha. Bác hiểu mà em đi vô trong đây cũng ngựa lắm. U lệ trời đất ơi. Lên đây. Chiếc hồng hả chú? Cái này là mình quay sao chú? À, quay ăn chỗ kéo là sao ta? Số này là sao ta? Rồi con nhớ rồi. Số 15, khi mà quay số được 15 thì kéo cây kẹo sẽ dài tới số 15. Còn số 9 thì sẽ số nào thì sẽ dùng số đó. Chơi gì ta? Chơi cái này ha. Cái này là bao nhiêu chú? 10.000 một cái. Chỗ này cũng 10.000. Vậy con quay một cái này đi. Bây giờ sẽ bắt đầu quay cái này ha. Trời ơi, số 9 luôn kìa. Cảm ơn. Vậy dữ vậy sao? Okay, được tới số 9 luôn nha. Là sẽ được kéo cái kẹo từ mức dưới này. Chú sẽ kéo dài lên tới đây cho mình. Thì lúc rồi sẽ rút cái kẹo nó dài cho tới đây. Rồi xong là sẽ cuốn lại. Và coi chú rút kẹo nha. Ok. Tại sao mà mình làm được một cái khối kẹo bự như vậy chứ? Tức là mình sẽ xài mạch nghe độ phộng bên trong hả chú? Dạ, được. Bây giờ bắt dọn ra. Kéo đường rồi bây giờ sẽ kéo. Đấy, kéo ra cái này. Đấy rồi. Ui, dài quá nha. Kéo nổi không trời? Đây không? Có đi đó không? Đâu? Em không? Em Tao nghe lại đi không đi? Có dám nói đi gì hả? Anh đâu có đi đâu. Trời em chết. Điện nó xa quá đi. Ông hả? Ông bán ra vợ ba mít á. Ông không có ra đâu, giọt luôn rồi đó. Vậy nó ra về ba mất rồi đâu có ấy nữa. Nó nói về nhà luôn chứ ra đây chi. Ủa bữa nay trường nào, trường nào? Cấp 1 học đều hết á, không có trường nào hết trơn. Có 10 nhà nữa. Rồi làm ăn cho đổi mờ hả chụp đi. Có 10 nhà không? Rồi đó ổng đưa đi. Đó một em nữa là con rồi. Vậy là con ở đây hả? Đây chứ. Đây. Một cái vòng quay và một cái cây kẹo rất là dài nha. Quay cái này rất là đã luôn. Kéo không? Kéo không? Sao nó dài quá vậy? Kéo không? Kéo đậu bên trong rất là nhiều luôn nè. Mười ngàn. Ôi
nhưng mà là cái thu trứng luôn nha, rất là dài ra luôn. Không, cái này ngọt quá, mình cũng không thích ăn với bạn vì cái này. À, ok, đậu rất là nhiều, bên trong toàn là đậu và đậu thôi. À, giống như là xung quanh là người ta trộn, giống như là người ta khuấy đường cái này xong rồi người ta bỏ đậu bên trong, người ta sẽ làm một cái khối lớn. Khi mà những ai mua, người ta mua thì quay số như số 3, số 5, số 7 gì đó thì người ta sẽ kéo theo cái đó. Xem mình kéo nha. Wow. Cũng kéo nhưng mà kéo này lạ quá ha. Ta kéo ra về sọc mình kéo. Quá mọi người, không ạ, vì mình không thích nhẫn đâu hả? Cái này ngọt quá mình cũng không có thích, thích mấy. Nhưng mà nhìn chú kéo cây kẹo mình cũng không hấp dẫn. Người ta thường là người ta sẽ kéo những cái cây kẹo kéo đó, người ta sẽ lăn. Người ta sẽ lăn cho những cái cây kẹo á, nó rất là đẹp cầm, nó rất là đẹp mắt. Rồi người ta bỏ vô giấy á, chứ không phải là bỏ bọc như thế này. Đây, nhìn không ngon. Chuẩn bị quay cho mọi người coi cho nên là sẽ... Bây giờ nó bắt đầu tan chảy thì sao này mọi người. Không biết phải, mình sẽ dò nó lại. Bây giờ mình sẽ dò khói lại như hồi nãy chú dò một cục bự rồi á. Thì vừa rồi mình cũng đã dẫn các bạn đi qua bên kia đường để xem người ta bán món kẹo kéo. Thì món này là món ăn tuổi thơ ha. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye.